Rất vui được đồng hành cùng bà con và quý khán giả trong bản tin 365 ngày chuyển động. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và tin tưởng cùng chúng tôi chia sẻ những thông tin bổ ích trong lĩnh vực nông nghiệp. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng, người dân còn nhiều nỗi lo về dịch bệnh trước vụ điều mới. Đến lượt bưởi da xanh cũng rớt giá, xuống vỉa hè bán tràn lan. Cà Mau, hiệu quả mô hình nuôi gà đệm lót sinh học bảo vệ môi trường. Sản xuất rau công nghệ cao ở xa trung tâm Lâm Đồng, hướng phát triển mới của một thanh niên không nản chí. Anh Tuấn Anh này, rau sạch, rau an toàn và đa dạng các chủng loại thì muốn thưởng thức thì chúng ta phải đi đến đâu để tìm? Tôi nghĩ chắc là Quỳnh Loan hỏi cho vui thôi, chứ ai mà không biết Lâm Đồng là xứ sở của ngàn rau ngàn hoa. Và rau là một trong những loại cây chủ lực khai thác được tiềm năng ưu thế về điều kiện khí hậu đất đai của tỉnh Lâm Đồng, cung cấp chủ yếu cho thị trường trong nước và cả xuất khẩu sang một số nước ở trong khu vực. Phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu, tỉnh Lâm Đồng hiện có sản lượng và diện tích trồng rau đứng đầu cả nước. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, diện tích gieo trồng rau toàn tỉnh đạt hơn 61.300 ha, sản lượng đạt hơn 2 triệu tấn. Trong đó có 960 hectare rau được sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn, cung cấp thị trường trong nước và xuất khẩu. Đáng chú ý, Lâm Đồng có 20 hectare diện tích thủy canh, đạt thu nhập từ 1 tỷ cho đến 3 tỷ đồng và đang đưa vào thử nghiệm thành công sản xuất rau khí canh. Với việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, chất lượng rau, dẫn đến tỉnh này dẫn đầu cả nước về sản lượng và diện tích rau. Qua đó đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của bà con nông dân ở địa phương. Thưa quý khán giả, đời sống của bà con làm nông có khấm khá, có giàu lên được hay không, phần nhiều là do mùa màng quyết định. Nhưng chúng tôi chợt nghĩ ra một loại nông sản sau một thời gian dài là đỉnh của giá thì giờ lại rơi tuột xuống. Và nói ra thì chắc ai cũng bất ngờ, đó chính là bưởi da xanh. Và vì sao lại có câu chuyện buồn như thế xảy đến? Phải chăng là do cung vượt cầu? Thắc mắc của chị Quỳnh Loan cũng như bà con và quý khán giả sẽ được giải đáp trong phần tin sau. Nhưng mà tôi cũng được biết là tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu xuất hiện một số điểm bán bưởi da xanh ở vỉa hè với giá chỉ từ 20.000 đồng cho đến 30.000 đồng một ký. Theo chia sẻ của một số nhà vườn ở Bến Tre, mấy tháng trước thời tiết bất lợi, cây bưởi bị bệnh nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng và mẫu mã. Theo ông Nguyễn Chí Thiện, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp bưởi da xanh Mỹ Thành An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, hiện bưởi da xanh loại 1, trọng lượng từ 1,4 kg đến 1,8 kg một trái, có giá 32.000 đồng một ký, chỉ bằng khoảng 50% so với những lúc hút hàng. Tuy vậy, bưởi loại này hiện cũng không có nhiều do ảnh hưởng thời tiết. Phần lớn bưởi da xanh đang bị rớt xuống loại 2, 3, 4 với giá thấp hơn nhiều. Về thị trường, hiện tại Trung Quốc cũng có bưởi nên hạn chế mua hàng của Việt Nam. Trong khi đó, thị trường Hà Nội tiêu thụ bưởi từ các tỉnh phía Bắc đang thu hoạch nên không lấy thêm nguồn từ miền Nam, dẫn đến thừa cục bộ. Ngoài ra, bưởi da xanh còn bị cạnh tranh với một số loại trái cây có múi khác như cam, quýt hiện cũng đang ở mức giá thấp. Tuy nhiên, giá bưởi dự đoán sẽ tăng lại do cuối năm sức mua tăng vì ảnh hưởng sâu bệnh, tỷ lệ đậu trái thấp. Giá cao mà do dịch bệnh khiến cho tỷ lệ đậu trái không nhiều thì đâu ai ham. Vì theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong thời gian qua, diện tích cây ăn quả tăng tập trung ở nhóm cây có múi như là cam, quýt, bưởi. Và theo tìm hiểu, phần lớn trái cây có múi chỉ được tiêu thụ nội địa, xuất khẩu thì không đáng kể. Riêng đối với trái bưởi thì thời gian qua có xuất khẩu đi sang Trung Quốc, nhưng mà qua đường tiểu ngạch bởi vì chưa có trong danh sách các loại trái cây được Trung Quốc chấp nhận nhập khẩu chính ngạch từ Việt Nam. Do đó, nếu mà tiếp tục phát triển diện tích cây có múi thì tình trạng cung vượt cầu, rớt giá là điều khó tránh khỏi. Trong khi đó thì nông dân trồng bí đỏ ở Quảng Ngãi cũng chung nỗi lo khi giá bí tại đây rớt giá. Nhưng thương lái không thu mua như mọi năm, khiến cho người trồng bí đỏ cảm thấy lo lắng. Dù thu hoạch bí đỏ đã bắt đầu hơn một tháng nay, nhưng người dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn không thể bán được cho thương lái. Bán tại chợ cũng không được mấy, khiến bí đỏ phải chất đóng trong nhà. Mỗi năm thương lái tới tận nhà mua, tiểu thương từ các chợ đều đến nhà lấy hàng để bán, nhưng năm nay không ai đến mua. Hiện giá bí đỏ chỉ còn từ 5.000 đồng một ký. Nhiều người phải đem xuống chợ bán, ngồi cả buổi trưa cũng không có người mua. Đến quá trưa, ai trả giá 2-3 ngàn đồng một ký cũng bán.
Gần chuẩn bị xuất bán, ai nấy cũng phấn khởi vì năm nay thời tiết thuận lợi, bí đỏ trồng rất đạt, trọng lượng từ 3 đến 4 kg một trái, nhưng giờ không bán được, phải chất đóng trong nhà. Người ta không mua nông sản là nỗi lo mà người làm nông thời nào cũng có. Và việc thời tiết diễn biến thất thường sau bệnh bùng phát cũng khiến cho bà con không khi nào hết âu lo. Như là người nông dân trồng điều ở tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận trước vụ điều mới năm 2018 cho thấy diện tích điều nhiễm sâu bệnh vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương. Trên thực tế, sâu đục thân, đục cành đều thuộc loài sáng tóc đã từng có lịch sử gây hại nặng ở nhiều tỉnh. Tại Lâm Đồng, từ năm 2012 đến năm 2014, sâu đục thân, đục cành gia tăng mạnh tại huyện Đạ Hoai, chủ yếu gây hại trên cây điều từ 5 cho đến 8 tuổi. Cục bộ thì một số vườn có tỷ lệ cây bị hại 100%, gây thiệt hại nặng nề về năng suất và một số diện tích đã phải phá bỏ. Năm 2018, thời tiết diễn biến phức tạp khi nắng mưa xen kẽ, độ ẩm không khí cao tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại. Theo thống kê của ba huyện phía Nam, Đạ Hoai, Đạ Tẻ, Cát Tiên, sâu đục thân, đục cành đều gia tăng mạnh từ tháng 9 cho đến nay. Và huyện toàn tỉnh đã có 832 hectare bị nhiễm, trong đó Đạ Tẻ nhiễm gần 620 hectare. Anh Tuấn Anh này, như vậy là so với năm 2016-2017 thì diện tích bị nhiễm bệnh sâu đục thân, đục cành thì biến động không nhiều đúng không? Tuy là biến động không nhiều nhưng mà nó cũng đã gây hại nặng ở các vườn điều của bà con dân tộc thiểu số, vốn được ít đầu tư chăm sóc hoặc là các vườn điều trồng bằng hạt từ 10 năm tuổi trở lên. Anh Tuấn Anh này, mấy ngày nay thì bà con nông dân của mình đang rất là tất bật để chuẩn bị các loại cây kiểng độc lạ phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán. Vậy thì anh có nhớ là nơi nào không khí đang rất là rộn ràng hay không? Nhớ chứ Quỳnh Loan. Nói đến không khí rộn ràng nhất thì không thể không kể đến tỉnh Đồng Tháp hay là tỉnh Bến Tre, nơi có lượng hoa kiểng cung cấp nhiều bậc nhất cho thị trường. Còn không biết đáp án của chị Quỳnh Loan nói đến là tỉnh nào thì thôi chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Hướng đến thị trường Tết năm nay, nông dân Võ Văn Lắm ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự trồng hàng trăm gốc khóm son Thái để trưng bán Tết. Khóm son có màu đỏ bắt mắt và mang ý nghĩa sung túc, sum vầy nên được rất nhiều người dân chọn để trưng. Hiện tại khóm đang phát triển tốt, khoảng cuối tháng 11, anh sẽ cho lên 300 chậu, chăm sóc khóm ra trái để xuất bán. Dù giá bán khá cao nhưng khóm son Thái luôn trong tình trạng hút hàng. Hiện anh cũng đã tiếp nhận vài đơn đặt hàng của người dân trong và ngoài địa phương. Thưa quý khán giả và bà con, an toàn vệ sinh chăn nuôi là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Bởi có chăn nuôi an toàn thì mới tạo ra được nguồn thực phẩm sạch và không gây ô nhiễm môi trường. Và một mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học được áp dụng trong thời gian qua ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, không chỉ giúp cho người nuôi nhàn hạ hơn trong việc vệ sinh chuồng trại, mà còn hỗ trợ ngăn ngừa dịch bệnh, giúp cho gà phát triển khỏe mạnh. Vậy thì người dân nơi đây đã có cách làm như thế nào? Mời bà con cùng tìm hiểu. Gia đình chị Lê Kim Cương ở ấp Cái Tát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thái Bình bắt đầu nuôi vụ gà đầu tiên vào tháng 3 năm nay với 700 con gà nồi lai F1 Bình Định. Sau 3 tháng nuôi thì đàn gà xuất chuồng cho thu nhập hơn 70 triệu đồng, trừ chi phí gia đình còn lãi hơn 20 triệu đồng. Chuồng trại, máng thức ăn, bình nước uống, đèn xông đều do gia đình chị tự thiết kế, nhờ học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nguồn thông tin. Nuôi gà này tôi cũng biết từ trên mạng rồi đó. Thì cũng có người nuôi rồi, người ta rủ mình nuôi. Nó khỏe, mình không có dọn dẹp rồi nó đỡ hôi á. Nó sạch hơn nhiều. Một trong những ưu điểm lớn nhất của mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học là chuồng trại không bị bốc mùi hôi, giảm khí độc trong chuồng, những vi sinh vật có lợi phát triển trong đệm lót lấn át các vi sinh vật có hại, hỗ trợ ngăn ngừa dịch bệnh. Đệm lót sau chăn nuôi còn được tận dụng làm phân bón hữu cơ. Mô hình nuôi khép kín không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, kỹ thuật tương đối đơn giản. Hơn nữa, giá trị đầu ra của loại gà lai này cũng rất ổn định. Hiện tại nguồn cung vẫn chưa đủ cầu nên giá gà thịt khá cao. Do đó, sau khi xuất chuồng đàn gà đầu tiên, gia đình chị Cương tiếp tục thả thêm 600 con gà giống. Chuồng trại cũng được gia đình chị mở rộng và đầu tư thêm. Đúng là khi nghe qua mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học như vừa rồi, thì có thể thấy là cách nuôi này không có đòi hỏi phải tốn nhiều vốn đầu tư ban đầu, cho nên rất là phù hợp với những hộ ít đất sản xuất hay là ít vốn đầu tư. Khi gà còn nhỏ thì có thể nuôi dày, sau đó nuôi thưa dần.
Và ngoài ra, thức ăn cho gà được kết hợp giữa thức ăn công nghiệp và thức ăn tự nhiên sẵn có tại địa phương như là tấm, cám, lúa, cá, tép, rau để giảm được các khoản chi phí. Thưa quý khán giả, trên vùng đất cao nguyên Lâm Đồng, ở lĩnh vực chăn nuôi thì bò sữa mang lại thu nhập tốt cho người dân, nhưng mà đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Làm sao để ngành chăn nuôi bò sữa phát triển bền vững? Đó là câu hỏi được cả nông dân, cả chuyên gia nông nghiệp và nhà quản lý băn khoăn trăn trở. Cũng chính vì thế mà mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản điều chỉnh bổ sung một số nội dung thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa và đề án phát triển bò thịt cao sản giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, tổng đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh đạt từ 25 đến 30.000 con, sản lượng sữa đạt từ 100.000 đến 120.000 tấn một năm. Chú trọng hỗ trợ sau đầu tư đối với hạng mục hỗ trợ phát triển diện tích trồng cỏ, cây thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa. Khi thực hiện cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ ngay từ bước chọn hộ và các bước nghiệm thu, thanh quyết toán, đồng thời có hướng dẫn lựa chọn giống cỏ phù hợp để người dân thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng sữa tươi tại các hộ chăn nuôi bò sữa. Bên cạnh, thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung đề án phát triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020. Bổ sung đối tượng là các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện về nguồn vốn đối ứng, được hỗ trợ bò cái lai Zebu. Thưa quý khán giả, ở đầu chương trình thì chúng tôi có đề cập đến lĩnh vực trồng rau của tỉnh Lâm Đồng với sản lượng đứng đầu cả nước, trong đó diện tích trồng rau theo công nghệ cao cũng là thế mạnh của nơi đây. Ngoài khí hậu thổ nhưỡng thì yếu tố con người cũng góp phần làm nên thành công đó. Dân đúng là như vậy. Và như nhân vật này đây, bỏ nghề lái xe, anh Dương Đình Thạnh đã quyết định mua đất ở Đa Sa Lạc Dương để đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Ban đầu chỉ có vài sào nhà kính, sau hơn 5 năm gắn bó với nghề nông thì anh đã tạo dựng được cơ ngơi rộng lớn, được xem là nơi sản xuất rau công nghệ cao ở vùng xa trung tâm mà trước kia rất ít người dám làm. Đây là diện tích hơn 3,5 hecta trồng rau hoàn toàn theo hướng nông sản an toàn của anh Thạnh. Và hiện nay, anh còn thuê thêm 1 hecta nhà kính để sản xuất. Trung bình, một ngày khu vườn này cho thu hoạch gần 1 tấn rau đủ các loại, từ lô lô, xà lách các loại, đậu Hà Lan, súp lơ cho đến các loại rau gia vị. Em thường thường làm mô hình, quay là mô hình cuốn chiếu. Em trồng lứa này thu hoạch xong rồi là ban ngày xong làm tiếp một quan khác. Là luôn luôn trong vườn lúc nào có hàng thu hoạch. Thường thường thì em xài phân thuốc theo định kỳ. Vô xuống xong một lứa hàng là em xuống phải xuống phân chân. Còn các loại phân chân như phân gà nở là các loại phân mà của đại lý đưa ra tư vấn cho em đó, rồi cứ làm một lứa xuống phân, xong thu hoạch xong xuống phân đều đều vậy. Ngoài tự trồng các loại rau trong khu nhà kính rộng lớn của mình, anh Thạnh còn thu mua nông sản của bà con nông dân ở quanh vùng. Trung bình, một ngày anh thu mua từ 5 cho đến 10 tấn rau củ quả các loại, cung cấp cho các chợ đầu mối và các siêu thị trong và ngoài tỉnh. Mặc dù chưa đăng ký chứng nhận theo một quy trình tiêu chuẩn nào, nhưng anh Thạnh luôn tâm niệm trồng trọt phải theo đúng tiêu chuẩn, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phải đúng liều, đúng thuốc và cách ly đúng thời hạn để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Hơn nữa, các loại rau mà anh trồng và thu mua khi xuất bán cho bạn hàng đều được qua khâu kiểm nghiệm rất chặt chẽ. Ở đây, em trồng hàng đây còn mua các vườn lân cận bên nữa. Thì các vườn lân cận trồng bán hàng cho em, thì em sẽ đủ cái số lượng mà cung cấp ra cho thị trường. Để liên tục có rau phục vụ cho nhu cầu của thị trường, tại trang trại này, anh Thạnh đã áp dụng trồng cuốn chiếu. Với tổng diện tích hơn 4 hecta, hầu như lúc nào cũng có rau để xuất bán và đảm bảo không bị đứt lứa. Cùng với diện tích rau và khối lượng công việc thu mua rau hàng ngày khá lớn, anh Thạnh cung cấp việc làm cho hơn 40 lao động thường xuyên với mức lương ổn định hàng tháng. Theo anh thì làm nông nghiệp công nghệ cao là rất khỏe, ít rủi ro, lợi nhuận thì lại cao. Nhưng muốn làm có hiệu quả thì cần phải có nguồn vốn lớn, quỹ đất đảm bảo, đồng thời phải liên kết được đầu ra ổn định với các đầu mối. Và điều quan trọng là sản xuất ra được những sản phẩm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Dần có như thế thì nông nghiệp mới có thể bền vững được và tạo ra giá trị cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng, đúng không ạ? Chúng tôi xin cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm bản tin 365 ngày chuyển động. Nếu có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu về cây con giống mới, bà con và quý khán giả hãy liên hệ về địa chỉ đang hiện trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt.